Hai cả nhà, hôm nay Minh Dũng có hẹn với chị Lê Giang ở bên quận 7, ở bên Reston Mall. Cũng đi từ Gò Vấp, Dũng đi qua bên đây để gặp chị Lê Giang. Mà bây giờ Dũng chưa thấy. Vừa gọi cho chị thì chị nói là chị đưa lúc đi đi khám bệnh, khám cái tai, vì cái tai của Lúc có mủ ở trong đó, cho nên là cần phải đi khám bác sĩ. Tại vì ngày mai là Lúc đi về Úc rồi, cho nên là bây giờ là hẹn 5 giờ rưỡi ở Restimo, mà bây giờ Dũng tới rồi mà vẫn chưa thấy chị Lê Giang. Mới nhắn tin cho bà thì bà nói bà sắp tới, hai cái sắp tới rồi mà vẫn chưa thấy nha. Bây giờ tôi đi rỉu mà tôi cái Reston Mall này thì nghe nói là bự lắm, mà cảm giác là hơi bị vắng nha, cảm giác là hơi bị vắng khách nha. Hiện tại thì tôi đang đứng trước H&M, và tôi đi rỉu coi cái chỗ nào để chờ chị Lê Giang. Tại vì hôm nay Lúc nó đòi vô trong Reston Mall để nó đòi ăn. Trước đó thì có hẹn ở đồ nướng ở Nam Kỳ Khởi Nghĩa đối diện với Takamisaya. Nhưng mà Lúc nó đòi vô đây luôn. Vì trong đây hình như là có đồ chơi hay sao á, có trò chơi hay cái gì đó cho nên nó đòi. Nên là Dũng đi xe ráp, Dũng đi từ Gò Vấp, Dũng chạy qua bên đây. Bây giờ Dũng đi vô cái body shop đi. Trong cái thời gian chờ đợi, Dũng vô cái body shop, Dũng coi ở trong đây nó bán cái gì. Coi. Đây, giờ tôi đã thấy người phụ nữ đó rồi. Đó, người phụ nữ mặc áo trắng. Đó, thấy không mọi người? Đây, người phụ nữ. Hello Jennifer. Trời ơi, you and sao me and you. Me and you. Bất ngờ á. Bất ngờ lắm. Không có một cái sự sắp đặt nào cả. You shopping hả? You shopping. Ít chưa? Ít. No ít. I no have money. I have for you. Ít you want. Ok, you cho ăn gì ăn đó à. Ok. Ok, family á. Family đâu? Lúc Phước, Lộc and Tuấn Dũng. Together đặng say goodbye. Lúc go to Australia. Australia. Hello chị. Rồi tới chưa? Dạ, nghe nói tiếng Anh là biết liền. Dạ, đang come here. Đang come here hả? Come here. Đó, hôm nay, ngày mai là Lúc đi về Úc nha cả nhà. Tên Lúc đi về Úc nha, ghê không? Lúc nói về trên YouTube của cậu Dũng đi. Nói đi. Nói đi. Ngày mai nói Lúc về. Bây giờ nói tiếng Anh với mẹ nha. Every day, you with you come in Việt Nam, you are very happy, you talk the better. You okay? Ông chịu nói kìa. You talk đi. Rồi sao rồi, hôm nay đi khám cái tai sao rồi? Trời ơi, đừng có đứng đàng hoàng. Tôi quay chóng mặt khán giả người ta chửi. Đứng đàng hoàng. Sao cái lỗ tai sao? Trời ơi, ngon lành luôn rồi, yên tâm về Úc lại. Vậy hả? Nhà bác sĩ có nói gì không? Sạch sẽ luôn, làm chị cũng vệ sinh luôn. Chị thấy nó làm chị đã ngứa quá, chị cũng làm luôn. Vậy hả? Rồi lỗ tai chị. Quá trời luôn hả? Trời ơi. Dạ Jennifer. Dạ Jennifer. Dạ này. Quá trời Jennifer luôn rồi. Kìa, Jennifer nói gì kìa? Jennifer come here Việt Nam. Đi Red Room now. Red Room ở H&M á. H&M now, Red Room. Còn đây cơ. Baby, come here. Ở đây cũng có toilet nè. Nhưng... Ok, in here. Nhưng mà cái đó đi ra ngoài. No. Đi ra H&M trong... đi. Quay ngược lại. Ra chỗ H&M á. Ra chỗ H&M á. Dưới đây không có tầm
Có, cậu mới đi xong nè. Ở dưới. Wow. Đây là shopping quận 7. quận 7 là quận nào vậy? Restaurant quận 7. Sometimes me shopping very eat a lot people. Đây bây giờ Dũng ơi, nó hơi có vắng ha. Nó mà nó có Aeon nó mở ra, Dũng bữa chị đi á. Nó bán giống như là cái food court ở bên nước ngoài á Dũng. Đúng rồi. Đó. Ôi trong đây giờ thương hiệu quá trời luôn nha. Bán đó. Quá trời luôn. Ok. Rồi. Set room over okay. there. Sao finish you come here ha. Ok. Rồi, lúc rồi con nói đi, chúc mọi người ở lại nhiều sức khỏe. Chúc mọi người ở lại nhiều sức khỏe. Lúc qua bệnh, lúc học, rồi mai mốt lúc về tiếp. Trời ơi, mọi người ơi, ngày mai 5 giờ là lúc bay với bà ngoại về để chơi 2 tuần đó. Xong rồi hôm qua có đi coi kịch ngày xưa 35 của tôi, mà coi được có nửa tuần, xong rồi đi về, bị gì sốt quá, vì cái lỗ tai nó hành cho sốt đau nhất cho nên phải đi về, cho nên mới coi được có nửa tuần. Đến khi tôi hỏi là coi ngày xưa xưa vui không, bạn ấy nói là thì cũng vui đó. Ok rồi, một lát gặp đại gia đình của family của Lê Giang rồi mình quay tiếp nha cả nhà. Trời ơi, mai dẫn nó đi cắt tóc đi. Rồi đó coi coi nè, cái tóc của nó nè mọi người nè, nguyên cái chùm ở phía trước của nó nè. Rồi nó một đống vậy đó. Ê lúc cho cậu Dũng chùm đó đi con. Cho con chùm đó đi, ập lên trên cái cầu đầu của cậu Dũng đi. Trời đất ơi, nhưng mà tóc mà quá trời quá đất luôn. Em nhớ là mới cắt đúng không? Lúc chị về chị dẫn nó đi cắt một lần. Nó ra nữa à. Nào ơi, nó ra xanh luôn à. Đó, trời ơi quá trời luôn. Nhớ về bển là xích dầu gội như Suran đồ, con gội chăm chút vô nha, đúng thôi nó mọc nấm lên nữa. Hello. Cô bé ơi, đi đâu vậy? Ai vậy, có quen không? Con ai vậy? Chạy đi đâu vậy, chạy đi đâu? Nè. Con đi đâu vậy? Trời ơi, tên gì vậy? Em bé hỏi cũng trả lời luôn vậy đó. Em bé tên gì? Trời ơi, hỏi bần mệt quá. Em bé tên gì? Tàu đi đâu vậy? Tàu ở đâu vậy? Nè nè, đi xuống thang máy nè. Lúc trò chơi kìa lúc. Rồi, gia đình của Lê Giang đã gặp nhau và đi ăn đi uống một chầu để ngày mai đưa lúc đi đi về Úc nha. Ba đi có lại nha, ba đi về nha. Bye. Đây bây giờ gia đình mình, gia đình của Lê Giang hôm nay đi ăn lẩu hay gì lao? Tao không nói đi. À, Di Phước, Lê Lộc, Tuấn Dũng, Trân Châu, Lúc Nguyễn và chị ngày mai là Lúc Nguyễn đi về Úc rồi. À. Nên là cả gia đình cùng kéo nhau đi tới Lisbon để ăn một bữa. Rồi, cậu Dũng thì người cầm máy rồi, nghe tiếng cậu Dũng là biết rồi. Biết rồi. Bà ngoại đó, bà ngoại nè, chị Kiều Út nè. Hỏi đi, ai vậy, ai mà chạy lon ton vậy?
Bye.